Hồi 35, khéo kết duyên Điền Anh gặp cứu, lén bày trận Tôn Tẩn ra bình. Nói về Chương Ngương, phát pháo ra thành, dừng ngựa xem thấy một viên tiểu tướng khôi trắng, giáp trắng, ngựa trắng, tay cầm trường thương, cả mình đều mặc đồ trắng thì kêu lớn rằng: "Tướng kia, hãy thông tên đã." Chương Ngương nạt rằng: "Ta là tướng Tần, làm chức chiêu thảo đô đốc, đại nguyên soái, con của Chương Tổng Nhung tên là Chương Ngương. Thằng giặc kia, mày có phải là thằng Điền Anh hay không?" Điền Anh cả giận mắng rằng: "Tặc tử, đã biết oai danh của ta, sao lại còn dám cự địch? Có đầu dung mi sống đặng." Nói dứt lời, hai tay quơ thương đâm đến. Chương Ngương thấy thế rất mạnh, vội vàng rước đánh. Hai bên đều chỗ tài anh hùng, đánh đến 10 hiệp, Chương Ngương sức yếu, hai tay tê mỏi, quầy ngựa thua bỏ chạy. Điền Anh rượt theo nghĩ thầm rằng: "Ta tuy thắng luôn vài trận, nhưng mà vẫn chưa bắt sống được một người. Khi nãy đã nắm được Vương Tiễn, không dè bị đứt dây nịch, nên nó đã chạy thoát được. Còn cái tên tiểu tặc này liệu không khỏi tay ta, chi bằng ta bắt sống nó mà lãnh công." Nghĩ rồi quất ngựa rượt theo. Hai ngựa kề nhau, Điền Anh nạt một tiếng: "Tiểu tặc chạy đâu?" Rồi với tay bắt sống, để ngang qua lưng ngựa. Chương Ngương dùng thế Lý Ngư đã đỉnh, nhúng mình nhảy xuống. Điền Anh cả giận nói: "Tiểu tặc còn trông thoát khỏi nỗi gì?" Hai tay cứ ôm Chương Ngương dở lên, dùng thế Kim Kê Độc Lập, Phụng Hoàng Triển Sĩ, dẫm đầu xuống đất chết tươi. Binh thua về báo Chương Hàn. Chương Hàn nghe báo thì bay hồn, khóc tâu cùng Thủy Hoàng. Thủy Hoàng ngó Tử Lăng rồi hỏi rằng: "Quốc sư khuyên trẫm đánh đất Lâm Tri, liệu nó không tướng anh hùng, ai dè Điền Anh lại mạnh dữ, thắng luôn mấy trận, nay còn kêu đánh, biết liệu làm sao đây?" Tử Lăng tâu rằng: "Bệ hạ chớ lo, Điền Anh bất quá như một con gà đuôi, mai thì mổ nhầm một hộp lúa mà thôi, chứ có tài chi mà giỏi. Để tôi ra cùng nó giáp mặt, chắc là sẽ bắt được trong tay." Thủy Hoàng khoát tay nói: "Quốc sư đi không được đâu, nó là trăm trận trăm thắng, còn mình mỗi trận đều thua. Lữ Hoán, Ngụy Báo, Ca Mậu, Vương Tiễn, Chương Ngương, tài nghệ lẽ đâu không bằng quốc sư, mà còn phải chết, phải thua nơi tay của nó. Nay quốc sư có tài chi giỏi, dám cùng nó mà đối địch?" Tử Lăng nói: "Tôi tuy chẳng bằng người, song có ông Hải Triều truyền cho một ít vật bửu bối, hôm nay ra đánh chắc là ngựa tới nên công." Thủy Hoàng nói: "Nếu như vậy thì trẫm mới cho đi, nhưng mà phải hết lòng cẩn thận." Tử Lăng lãnh chỉ, cầm gậy cởi nai phát pháo ra dinh. Bên kia Nam Phụng Vương đang đứng trước trận khiêu chiến, sảy thấy một người đạo sĩ cầm cây gậy cởi xong ra, bèn nạt lớn rằng: "Có phải là Kim Tử Lăng đó chăng?" Tử Lăng cười nói: "Bần đạo lúc chưa ra khỏi trướng thì ngỡ mi là một tay hảo hán trên trời dưới đất, té ra thấy mặt không dè chỉ là một thằng con nít, miệng còn hôi sữa, có tài chi giỏi là thắng luôn tám tướng, lại còn diệu võ dương oai. Nay bần đạo khuyên mi, nếu biết ta lợi hại thì xuống ngựa chịu trói cho rồi, nếu không nghe phải chết liền trước mắt." Điền Anh nghe nói giận lắm, hét lên rằng: "Yếu đạo, sao lại dám nói xàm, hãy coi ta lấy đầu của nhà ngươi." Nói dứt lời, quơ thương đâm tới. Tử Lăng dùng gậy đỡ khỏi, ngựa nai qua lại, thương trượng lăng xăng như rồng đua cọp giỡn. Đánh đến 30 hiệp, Tử Lăng mệt thở ồ ồ, liệu khó bề ngăn đỡ nên đâm một trượng thua mà chạy. Điền Anh giận lắm nói: "Hãy cho cái thằng chúa mũi trâu của mi chạy đâu cho khỏi." Liền dục ngựa đuổi theo. Tử Lăng nghe tiếng lạc ngựa reo vang thì biết Điền Anh đã rượt đến, vội vàng thò tay vào túi lấy ra một vật bửu bối, vốn của ông Hải Triều thánh nhân, luyện rèn 5 cục đá án theo kim mộc thủy hỏa thổ, chia làm 5 sắc vàng đỏ trắng đen xanh, đặt tên là Ngũ Thể Thần Thạch. Đá xanh liện lên, mây khói mịt mù, làm cho tướng giặc hôn mê. Đá vàng hốt bụi bay đất, đá đỏ biến lửa rần rần, đá đen hóa ra giông gió, đá trắng đánh tướng giết, trầm phát trầm trúng, vốn là vật báo của ông Hải Triều. Lúc ở nơi Dịch Châu chưa từng dùng đến, khi ấy đã truyền cho Tử Lăng. Tử Lăng thấy Điền Anh rượt theo tới gần thì trong bụng mừng lắm, bèn lấy 1 cục đá trắng cầm nơi tay,
miệng niệm chân ngôn liền ra một cái, thì như một vần mây trắng. Lúc ấy Điền Anh cứ cong lưng rượt hoài, sải gặp một vần mây trắng ở giữa có một cục đá lớn bằng quả trứng gà bay tới ngay đầu, thì mặt mày thất sắc, cúi đầu mà chịu. Vốn thần thạch lợi hại chẳng vừa, chớ nói đến Điền Anh mà thôi, dẫu kim cang bằng đồng, là hán bằng sắt, đánh nhầm cũng phải tan nát. Song Điền Anh là vị thần tiểu hao xuống phàm, số chưa phải chết, nên đã đánh nhầm xương sống, kiến hồ tầm bể nát, đứt bay lìa, thổ huyết chạy dài. Tử Lăng nghe nai rượt tới, lúc ấy Viên Can độc cô giao hai tướng thấy Nam Phụng Vương thua chạy, thì lật đật xốc ngựa ra đánh. Trời đã tối nên hai bên thâu quân trở về. Viên Can thấy Nam Phụng Vương chẳng biết đi phương nào, lật đật kéo binh về thành tâu cùng Tương Vương. Bên kia Kim Tử Lăng về dinh ăn mừng, nói về Điền Anh bị thần thạch đánh nhầm, đau chịu không nổi, hồn mê bất tỉnh, nằm sắp trên ngựa chạy dài. Xảy tới làng kia có tên là Ngọc Long, nơi ấy ước hơn 10 cái nhà, có một tòa nhà cao lớn, trước cửa quạnh hiu chẳng thấy một người. Ngựa lông mã dừng chân đứng đó, cứ la hí hoài. Xảy đầu trong cửa chạy ra một đứa liễu hoàng, xem thấy mới nói: con ngựa trắng nhà ai bước cương chạy tới ở cửa này? Rồi bước lại gần, xem thấy Quảng Kinh chạy nhào kêu lớn rằng: tiểu thơ ơi, không xong, mau mau đóng cửa. Tiểu thơ nghe nói thất kinh mới hỏi: liễu đầu, việc chi mà kinh hãi như vậy? Chuyện gì mà không xong, nói cho ta nghe rõ. Liễu đầu mới bỗng nói rằng: ngoài cửa chẳng biết ngựa ai chạy tuôn vào. Tiểu thơ nạt rằng: đồ hư, thứ ngựa thở này không từng thấy hay sao mà làm ra tuồng như vậy? Liễu hoàng nói: con ngựa có chở một cái thầy chết, bận giáp bạc, tay cầm thương, miệng ra máu, nằm sắp trên yên, giống như là một vị tướng quan chi bị thương chở tới nhà ta, như vậy làm sao mà không sợ? Tiểu thơ nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng: lúc ta ở trên núi bái biệt thánh mẫu về nhà, thì người có dặn dò ta đôi ba phen rằng năm nay ngày này tháng này có một người ấu chúa bị thương chạy đến nhà, thì ta cùng với người ấy kết duyên chồng vợ. Tưởng lại không phải việc tình cờ đâu, để ta ra coi thế nào. Nghĩ rồi mới hỏi Liễu Hoàng: quả thiệt có con ngựa chở người chết hay không? Liễu Hoàng nói: quả thiệt là người đã chết. Tiểu thơ dại cầm đèn ra cửa ngõ, đặng nàng xem thử. Liễu Hoàng nói: người chết cả mình đầy những máu, mà coi làm gì? Tiểu thơ nói: chớ sợ, chúng bày tám đứa cứ đi theo hết cùng với ta. Chúng Liễu Hoàng chẳng dám trái mạng, xách lồng đèn đi trước, thẳng tới trước cửa ngõ. Sảy nghe ngựa ấy cứ hí luôn ba tiếng, Liễu Hoàng mới nói: con chi đó không phải là ngựa hay sao? Tiểu thờ bước tới, dạy Liễu Hoàng dở lồng đèn dơ lên sáng giới. Tiểu thờ liếc mắt coi kỹ, thấy một viên tướng nhỏ, giáp bạc mau bạc, cả mình đều mặc đồ trắng, miệng thì ói ra máu, cặp mắt thì nhắm lại. Quả là một đấng nhân tài, đường đường diện mạo, đang nằm sắp trên yên. Trong bụng mừng thầm, bèn dạy Thu Hương, Lạc Mai hai đứa Liễu Hoàng, đứa thì nắm ngựa, đứa thì lấy thương. Hai đứa Liễu Hoàng nghe nói thất kinh, Thu Hương mới nói: Lạc Mai, chị lớn mạnh hơn thì lấy cây thương, còn tôi thì cầm không nổi. Lạc Mai nói: thôi, nàng nắm ngựa. Thu Hương bước tới cứ nắm hàm thiết, Lạc Mai phải lại gần vối tay nắm cây ngân thương rút xuống, đưa cho tiểu thơ và nói: cây thương 10 phần nặng dữ. Tiểu thơ cầm đưa nơi đèn coi kỹ lại, quả thiệt là một cây thương bạc, nơi cán có khắc 7 chữ nhỏ: Nam Phụng Vương Điền Anh chi thương. Coi rồi mừng thầm mới nói: lời thánh mẫu nói quả thật không sai, nay chẳng cúng người này thì còn đợi ai? Bèn dạy Liễu Hoàng khiêng người tướng quân nằm trên ngựa đó xuống cho nàng Liễu Hoàng, rồi nói: thay người chết khiêng xuống mà làm chi? Tiểu thơ nói: người này vốn là chú của đương kim hoàng đế, con của Lỗ Vương tên là Điền Anh, trong mình bị thương cũng bởi vì số trời khiến vậy. Nay con ngựa này đã đem tin đến đây, ta là con của kẻ thần tử, chú của vua mình, mình là phận làm tôi mà không cứu chúa, ấy có phải là tội chết chém cả họ hay chăng? Hãy khiêng xuống cho mau mau,
mặt ta liễu tính. Liễu Hoàng nói: người là cành vàng lá ngọc, ra trận bị thương, nên tiểu thơ cứu người sống, đặng thì tốt, bằng không sống thì tội ấy không nhỏ đâu. Tiểu thơ giận mới nói: lũ này muốn ta đánh hay sao? Liễu Hoàng sợ quá, áp tới khi Nam Phụng Vương xuống ngựa để nằm dưới đất. Tiểu thơ mới nói: tám đứa bay, bốn đứa mạnh thì khiêng điện hạ đi, còn hai đứa kia xách lồng đèn, một đứa dắt ngựa, một đứa vác thương, hãy đi theo ta. Xuân Mai nói: một người chết ở ngoài, khiêng đem vào trong nhà, chắc đem ra hậu quê Huê Viên, nơi đất trống mà chôn. Lạc Mai nói: thôi, chẳng cần nói nhiều lời, cứ khiêng phức đi cho rảnh. Nói rồi áp lại cùng nhau khiêng, kẻ khiêng đầu, người đỡ chân, dắt ngựa cầm thương đi tuốt vào trong nhà. Chừng Liễu Hoàng cười nói với nhau rằng: cô ta thấy dựng nên dạy khiêng vào nhà. Tiểu thờ giận mắng: chúng bay chớ có nói xàm, mau nhẹ tay để xuống giường, cởi khôi giáp chiến bào ra, rồi để nằm sắp xuống, lấy mền đắp lại, rồi dạy hạ liền đi thỉnh phu nhân đến. Giây phút phu nhân đến nơi, tiểu thơ mời ngồi rồi đem lời thánh mẫu dặn dò tỏ cáo hết cho mẹ nghe. Nay con đem thay người này vào nhà để nằm trên giường. Phu nhân nói: tuy là lời thánh mẫu ứng nghiệm, xong là chẳng biết thế nào, nếu có việc chi bất trắc, ắt là quả chẳng nhỏ đâu. Tiểu thơ nói: mẫu thân chớ lo, để con lại coi là sẽ biết. Nói dứt lời bước tới, nhẹ tay dở mền, coi kỹ thấy trên xương sống có dấu thương bằng miệng chén, sừng cao hai tấc. Tiểu thờ mới nói: dấu thương tuy nặng, con trẻ điều trị sẽ mạnh liền. Bèn dạy Xuân Mai múc một chén nước, giây phút đem vào. Tiểu thờ lấy cái hồ lô của bà thánh mẫu cho, dở ra lấy hai hoàng thuốc, một hoàng đỏ, một hoàng trắng. Tiểu thơ lấy hoàng thuốc trắng hòa với nước thoa nơi dấu thương, rồi lấy hoàng đỏ vào hòa vào trong nước, đỡ dậy cày răng cho uống. Thiệt là thuốc tiên màu diệu, giây phút dấu sưng tiêu hết. Thuốc uống thấu vào tam quan, thông ra cửu khiếu. Chẳng đầy nửa khắc, Nam Phụng Vương nằm trên giường nghiêng mình kêu lớn rằng: hay cha chả, hay cho yêu đạo, mi đã dùng tà thuật mà đánh ta như vậy. Phu nhân bước tới dở mền rồi nói: thiền tuế mới mạnh, xin an nghỉ chớ nên giận dữ. Điền Anh nghe nói mới mở mắt ra xem, thấy một tốp con gái, ở giữa có một bà già. Nam Phụng Vương đứng dậy mới hỏi rằng: người là ai vậy, khá phân cho ta rõ. Ta nhớ lúc ra trận đánh giặc, bị thằng yêu đạo ở bên Tần, nó đã dùng tà thuật đánh ta hôn mê bất tỉnh. Vì làm sao mà ta đến chỗ này? Chỗ này là tên đất gì, nhà của ai, hãy nói cho ta biết. Phu nhân nói: chỗ này là huyện Định Hào, là Ngọa Long, chồng tôi là Lý Mục, bị chết nơi Dịch Châu, sanh được một gái tên là Phù Dung. Bèn đem việc Nam Phụng Vương nằm trên lưng ngựa chạy tới trước phủ. Phù Dung cho thuốc uống, tỏ hết mọi điều cho Điền Anh nghe, rồi mới hỏi: tiểu thơ sao biết tôi bị thương mà đến đây? Phu nhân nói: con gái tôi lúc nhỏ đã theo bà thánh mẫu học nghề. Thánh mẫu thấy chồng tôi chết nên cho sai xuống núi, rồi lại dặn rằng: năm nay tháng này ngày này biểu con tôi phải ở nhà cứu giá. Lúc đầu thì chẳng tin, không dè vương gia bổ giá đến đây. Con gái tôi đã vâng lệnh thánh mẫu, chẳng tị hiểm nguy, đem thiên tuế về nhà linh đơn cứu trị, mai được an toàn quý thể. Điền Anh nghe nói mấy lời thì chẳng khác chim bao mới tỉnh, vội vàng đứng dậy lạy bốn lại tạ ơn tiểu thơ cứu mạng. Phu nhân lật đật cản lại rồi nói: ta có một lời tỏ cáo, chẳng biết vương gia có khứng dung nạp hay chăng. Điền Anh nói: phu nhân ra ơn cứu mạng, có điều chi mà tôi chẳng vâng nghe? Phu nhân nói: con gái tôi vâng lời thánh mẫu dặn dò, năm nay có sao hồng loan chiếu mạng, nếu quý nhân thiền tuế chẳng hiềm diện mạo xấu xa, xin cho nó được gửi phận nâng khăn sửa tráp, chẳng biết thiền tuế có khứng chăng? Điền Anh nói: tiểu thơ có công cứu mạng, chẳng biết lấy chi đền bồi, lại mong nhờ phu nhân thương tưởng, thì dám đâu chối từ. Phu nhân cả mừng rồi nói: ngày nay là ngày giờ tốt, đèn đốt đèn quê chút, rồi theo thiền tuế tới Lâm Tri mà báo cừu.
Điền Anh nói: "Tôi xin vâng lời dạy." Phu nhân hối dọn dẹp cổ bàn, vào bôi hiệp cẩn. Chúng Liễu Hoàng cười nói thầm: "Tốt thay cho nàng tiểu thơ ngàn vàng, gặp được người chồng xinh tốt, màu mắn đến như vậy." Rồi ở đó một đêm động phòng quê chút, vài duyên loan phụng, hiệp hòa cầm sắc. Qua ngày thứ thức dậy, tiểu thơ cùng Điền Anh cáo lại trời đất, tạ ơn phu nhân. Phu nhân lên ngân an điện, đòi gia tướng tới trước mặt rồi dặn rằng: "Ta tưởng ông bay khi trước, bị thác nơi nước Tần. Nay tiểu thơ cùng điện hạ nước Tề, vài duyên phu phụ. Chúng người hãy vì nước mà ra sức. Một là trả ơn cho nước, hai là phải bắt cho được Vương Tiện trả thù cho ông của tụi bay." Chúng gia tướng nghe dạy, lập đặt sắm khí giới ngựa yên. Đến ngày thứ ba, đặng bảo hộ tiểu thơ qua Lâm Tri. Phu nhân dậy rồi trở vào hậu đường, mẹ con gần lúc phân ly, chẳng khỏi một phen căn dặn. Đây nói về vua nước Tần lên trướng, Tử Lăng mới tâu rằng: "Bần đạo nhờ phước lớn của bệ hạ, đánh Điền Anh thua chạy, làm cho nó phải mất nhuệ khí. Hôm nay ra trận, quyết lấy tờ hàng của Tương Vương." Thủy Hoàng mừng mới nói: "Quốc sư làm thành công đặng sớm, thiệt rất may cho trẫm." Tử Lăng từ giả xuống trướng, cầm gậy cởi nai, dẫn 500 binh mã phất cờ phát pháo, xông ra khỏi dinh. Có quân thám mã vào báo rằng vương nghe báo nói: "Nay không tướng giỏi, lấy ai ngăn cự? Xin á phụ mở lòng từ bi, ra phép thần thông dẹp lui binh Tần. Trẫm cảm ơn đức khôn cùng." Tôn Tẩn bèn tâu: "Điền Anh bị nạn, song gặp kiết quá lành, chẳng bao lâu người ắt trở về. Có tôi ở đây, nào lo chi binh Tần bá vạn?" Nói chưa dứt lời, xảy có nội thị quỳ tâu rằng: "Nương nương vào điện." Tương Vương nghe nói đứng dậy, cùng quốc mẫu nói: "Thiếp ở cung Chiêu Dương, nghe binh Tần xâm phạm bờ cõi. Vương thúc tổ bị thác nơi trận, nước nhà có nạn đau binh. Thiếp chẳng quản, dám ngồi xem, tình nguyện xin được ra trận, giết lui binh Tần mà trả thù cho vương thúc tổ." Tương Vương nói: "Ngự thê, biết một mà chẳng biết hai. Chớ khi binh Tần Thủy Hoàng phá đốt Dịch Châu, nước Yên binh hùng tướng mạnh, còn không cự nổi. Huống chi Kim Tử Lăng, nó có yêu pháp tà thuật, khó hơn nó được. Trẫm khuyên ngự thê hãy nghỉ an ở trong cung thì hay hơn. Còn việc nước nhà dụng binh, không làm nhọc công đến đàn bà đâu." Nương nương nghe nói tâu rằng: "Thiếp chẳng phải biết hành binh giao chiến. Lúc trước ở nơi Cũng Gia Trang đã cứu giá, sao lại nơi trận Minh Vân đã từng rõ tài nghệ. Tôi chẳng phải khoe miệng, có sợ chi binh Tần đông bá vạn đi nữa. Tôi giết nó chẳng còn một manh giáp. Nếu bệ hạ chẳng cho, thì tôi xin chết trước mặt bệ hạ, quyết chẳng nỡ ngồi xem giặc Tần." Tương Vương Quảng Kinh mới nói: "Ngự thê không nên gấp, để trẫm cùng á phụ liệu toan." Tôn Tẩn nói: "Bệ hạ chớ lo, bằng đạo xin bảo lãnh quốc mẫu ra trận, bắt được thằng yêu đạo." Tương Vương cả mừng nói: "Nếu á phụ khứng giúp, thì trẫm cao gối chẳng lo." Tôn Tẩn nói: "Quốc mẫu ra đánh, để tôi lén bày một trận, để phụ giúp nên công." Tương Vương hỏi: "Vì sao gọi rằng lén bài, nói cho trẫm rõ?" Tôn Tẩn nói: "Hễ là hành binh bố trận, phải phân môn hộ, noi theo luật lệ, hoặc bài phương hướng, hoặc núp trong rừng. Kim Tử Lăng vốn là học trò của Hải Triều, nếu dụng phép tầm thường sẽ không vây nó được. Mai tôi phân pháp binh theo quốc mẫu, đi trước giả tiếng bảo phò ra trận, rồi lén bày trận bát môn kim tỏa, dầu cho quỷ thần cũng không biết được, làm thành lình để bắt Tử Lăng không chỗ ngăn ngừa. Trong một trận khá đặng sẽ được thành công." Tương Vương cả đẹp. Tôn Tẩn dạy Viên Can dẫn 500 binh theo quốc mẫu ra trận, đứng hướng chánh đồng, lấy quần linh đơn mà ngậm vào trong miệng. Hãy nghe dục trống thì đi vòng qua cửa tay, giả dạng thâu binh, rồi dẫn binh trở lại hướng chánh đồng đứng đó. Hãy nghe pháo nổ liền nhả linh đơn, ngăn đón Tử Lăng chẳng cho chạy thoát. Và sai Độc Cô Giao dẫn 500 binh theo quốc mẫu giữ phía nam, và lãnh quần linh đơn này ngậm vào trong miệng, làm y như Viên Can một cách mà ngăn đón Tử Lăng.
Còn Triển Lâm, Triển Phụng, hai người dẫn 500 binh theo phò quốc mẫu, cũng lãnh linh đơn của ta, cũng làm như Viên Can. Hãy nghe trống đánh thì Triển Lâm đứng phía tây, Triển Phụng đứng phía bắc, chở cho Vương Tiễn chạy thoát. Còn Ngô Ứng, Ngô Khôn, Mã Ngoan, Giải Hiếu, bốn tướng đều lãnh 500 binh theo quốc mẫu ra trận, cũng làm y như Viên Can, mỗi người đều lãnh một quần linh đơn mà ngậm vào trong miệng. Ngô Ứng thì giữ phía đông bắc, Ngô Khôn giữ phía đông nam, Mã Ngoan giữ phía tây nam, Giải Hiếu giữ phía tây bắc. Điều khiển xong rồi, các tướng chia ra làm bốn phương mà mai phục.